Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một món canh quen thuộc, đó là canh cải cúc nấu thịt các bạn ạ. Đây là sản phẩm canh cải cúc của mình sau khi đã làm xong. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho món rau canh cải cúc đó là thịt băm. Ở đây mình sử dụng một lạng thịt băm và 3 quả cà chua to. Các bạn mà không thích ăn cà chua thì các bạn cho ít thôi nhé. Và một chút nước mắm. Và tiếp đến là một chút gia vị bột canh để nấu canh. Và nguyên liệu chủ yếu đó là rau cải cúc thì ở đây mình đã mua về và mình cắt hết gốc đi rồi và mình đã rửa sạch. Ở đây mình mua được một mớ cải cúc rất ngon. Bây giờ mình đã chuẩn bị tất cả những nguyên liệu xong rồi, bây giờ mình đi nấu các bạn nhé. Trước hết nấu là mình cho một chút, đây là mình dùng mỡ lợn đấy các bạn ạ. Các bạn có thể dùng một chút dầu ăn. Mình cho một chút mỡ vào, sau đó mình cho thịt vào mình đảo. Canh cải cúc thì các bạn có thể là rất nhiều kiểu nấu, nhưng mà mình muốn phổ biến với các bạn cách nấu làm sao rau ngon, mềm, vẫn xanh mà không hề bị lồng các bạn nhé. Bởi vì cái cải cúc này mà nấu nhừ quá ăn rất là không ngon. Đấy, mình đảo thịt cho tái qua, sau đó mình đổ cà chua vào. Nếu mà các bạn không thích ăn cà chua thì các bạn chỉ cho một quả hoặc các bạn có thể không cho nhé. Nhưng ở đây thì với mình và gia đình nhà mình rất thích ăn cà chua cho nên là mình cho nhiều cà chua. Mình đảo một lúc giữa cà chua và thịt, sau đó mình cho gia vị. Thì ở đây mình có cho thêm một chút nước mắm, do vậy mà mình chỉ cho một thìa rưỡi bột canh thôi các bạn nhé. Bởi vì nhà mình có 3 người ăn thì bạn nhỏ bạn không ăn canh mấy nên là mình cho ít nước. Thì cho nên là mình cho gia vị ít vậy thôi. Thế mình đậy vung vào một lúc cho cái cà chua nó mềm và cái thịt nó săn lại. Thì bây giờ các bạn cho một chút nước mắm vào nhé. Mình có thể cho thêm khoảng một chút xíu thôi, 1/2 thìa nước, 1 thìa ăn phở nước mắm thôi. Bởi vì nấu canh thì tất nhiên lại phải tùy vào cái lượng nước nhà mình cho nhiều hay cho ít thì mình mới đánh giá được cái cho nước mắm hoặc gia vị, đúng không các bạn? Đấy, mình đảo xong một lúc thì mình cho luôn nước vào. Thì ở đây là mình có nước phích thì mình cho vào để cho nhanh. Còn không thì các bạn vẫn cho nước nguội bình thường. Nhưng các bạn đun đến khi mà nó sôi được khoảng 5 phút nữa các bạn nhé. Để cho nó ra cái nước ngọt của thịt. Thì xong mình cho rau vào thì ăn cái rau rất là ngon. Đấy, các bạn thấy sôi rồi đây đúng không ạ? Đang sôi, nửa sôi như thế này. Thì các bạn cho rau vào. Cái rau cải cúc nếu mà dài quá nhá thì các bạn nên thái dài ra khoảng 3-4cm nhá. Để mình khi mình gắp mình ăn nó không bị dài các bạn ạ. Ở đây mình cũng vừa cắt rồi đấy các bạn. Đấy thì đang nước sôi như vậy thì các bạn cho rau vào. Và các bạn dùng đũa các bạn dầm nó xuống và các bạn lật lên một lượt. Đấy. Lật lên một lượt như thế này. Ở đây là mình cho ít nước đấy bởi vì là cái rau này thì mình không muốn nấu nhiều nước bởi vì là con này mình rất thích ăn cái rau. Đấy các bạn chỉ cần đảo như vậy. Đấy các bạn dầm xuống như vậy. Sau đó là các bạn dầm lần lượt cho nó ngập nước đi nhá. Sau đó các bạn vẫn có thể đậy vung được. Nhưng các bạn đậy vung vào. Sau đó là các bạn vẫn để nửa to nhé. Đậy vung để cho nó sôi bùng lên cái là được các bạn ạ. Đấy các bạn vẫn đậy vung vào. Và các bạn xem đây nó sôi rồi đây. Nó sôi rồi như thế này. Tức là rau đã được rồi và vừa tầm tới rồi. Các bạn đừng nên đun sôi quá nhé. Cái rau cải cúc này mà đun sôi lòng nó ăn không ngon ạ. Mình có thể cho thêm một chút mì chính vào để cho cái rau thêm mềm và ngọt hơn các bạn nhé. Thế là đây, nồi canh của mình đã xong rồi. Các bạn tắt bếp và các bạn gắp ra thôi. Nếu mà các bạn ăn luôn thì rất là ngon. Còn nếu mà các bạn chưa ăn đến nhé, thì mình khuyên các bạn hãy vớt sau ra trước. Sau đó mình dội nước lên sau nhé. Chứ các bạn đừng lên để ngâm ở trong nồi nhé. Ngâm ở trong nồi là rau nó sẽ bị lòng và không ngon và bị vàng đấy ạ. Đấy, thế là sản phẩm canh cải cúc nấu thịt băm của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và thành công nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Nếu bạn nào theo dõi video của mình, đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Xin chúc các bạn làm và được bát canh thật ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.